Hello, xin chào tất cả mọi người, mình đã quay trở lại rồi đây. Cái video ngày hôm nay thì mình vẫn ngồi cái chỗ đấy, mặc cái bộ đồ đấy. Bởi vì là mình rất là ít thời gian để quay video ấy, thế nên là mỗi lần mình quay, mình sẽ quay 2 chiếc luôn để đăng dần. Thì cái này chắc là mọi người cũng không lạ gì ở trên kênh YouTube của mình rồi đúng không? Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái book talk chia sẻ với mọi người về các tác dụng của sách. Cái tác dụng của sách ngày hôm nay mình nói tới không phải là cái tác dụng của việc mà mọi người cầm cái quyển sách mọi người đọc đâu, mà là nó là tác dụng của những cái mà mọi người đọc được ở trong sách ấy. Những cái nội dung mà mình chia sẻ với mọi người ngày hôm nay thì hầu hết nó sẽ là về từ cái trải nghiệm cá nhân của mình thôi. Thế nên là nếu mà mọi người cảm thấy nó không đúng hoặc là nó thiếu thì mọi người có thể comment ở bên dưới giúp mình và hoặc là bổ sung những cái tác dụng khác của sách mà mọi người thấy là nó hữu ích nhá. Nó có tác dụng của mọi người ấy. Ngày hôm nay mình sẽ nói với mọi người về 6 cái tác dụng của sách mà mình đã rút ra được sau một thời gian học sách. Nếu mọi người thấy đúng thì có thể cho mình một like. Còn nếu mà không đúng thì chắc là cũng không sao đâu, bởi vì là đây là ý kiến cá nhân của mình thôi mà. Thì cái tác dụng đầu tiên của sách mà mọi người có thể thấy rất rất là rõ ràng đấy là chúng ta sẽ dung nạp được nhiều kiến thức hơn và hiểu về thế giới hơn, trở nên thông minh hơn, trở nên thông thái hơn, biết nhiều thứ hơn. Cái này thì rất là rõ ràng rồi, nhất là khi mà các bạn đọc những cuốn sách non-fiction hoặc là self-help thì nó sẽ cho chúng ta rất là nhiều những cái thông tin và kiến thức liên quan đến tất cả, liên quan đến rất là nhiều những cái ngành, nghề khác nhau, nhiều cái lĩnh vực khác nhau ấy. Ví dụ như là những cuốn sách về khoa học thì sẽ cho mọi người hiểu biết về khoa học này, rồi về lịch sử này, địa lý này, văn hóa này. Nói chung là khi mọi người đọc những cái cuốn sách có nhiều thông tin ấy, thì mọi người sẽ cảm thấy là mình sẽ được mở mang rất rất là nhiều. Và nếu mọi người đang có cái sự tò mò muốn tìm hiểu về cái gì đấy, về một lĩnh vực nào đấy, thì mọi người chỉ cần dở cuốn sách đấy ra, có cái chủ đề đấy ra là mọi người biết được rất là nhiều thông tin về cái chủ đề đấy rồi. Thật ra thì nếu mà đọc đúng cách thì mình thấy là tất cả các cuốn sách đều có thông tin, ví dụ như là Doraemon hoặc là Conan chẳng hạn. Khi mà các bạn đọc chúng, các bạn cũng sẽ có thêm rất rất là nhiều thông tin ấy. Ngày xưa khi mà mình đọc Conan ấy, mình đã biết rất là nhiều thông tin về kiểu y học ấy, cả những cái thông tin xã hội, những cái kiến thức xã hội khác nữa. Thế nên là tự nhiên cảm thấy mình thông minh hơn những đứa bạn cùng trang lứa khá là nhiều. Thật ra thì có những thứ không có trường nào dạy, hoặc là nó người ta có dạy nhưng mà cái chuyên ngành đấy không phải là chuyên ngành của các bạn. Thế nên là các bạn kiểu không biết về nó nhiều ấy, không được học về nó ấy, thì chúng ta có thể học được về nó qua sách. Ví dụ như là cái chuyên ngành của mình là sư phạm chẳng hạn, thì mình sẽ không biết gì về y học cả đúng không? Thế nên là nếu mà mình muốn tìm hiểu về y học thì mình chỉ cần đọc một cuốn sách về y học thì mình sẽ có thêm rất nhiều thông tin rồi. Ở cái tác dụng thứ hai mà mình cảm nhận được, mình đã lĩnh hội được qua sách, đó là mình sẽ thấu hiểu con người hơn rất là nhiều, thấu hiểu về tâm lý của họ, thấu hiểu về cái hành vi của họ. Cái việc thấu hiểu này nó sẽ được bộc lộ khá là rõ khi mà mọi người đọc sách fiction, tức là đọc những cái cuốn tiểu thuyết, những cái cuốn truyện ấy. Bởi vì ở trong những cuốn sách fiction ấy thì người ta sẽ miêu tả nội tâm nhân vật rất là rõ. Thế nên là với mỗi cuốn sách thì chúng ta sẽ được bước vào thế giới nội tâm của một người, ví dụ như là một bà mẹ, một đứa trẻ vị thành niên, một đứa trẻ đang lớn này, hoặc là một người chồng vũ phu này, hoặc là một người vợ hiền từ chẳng hạn. Người ta sẽ miêu tả nội tâm của những cái nhân vật đấy rất là rõ và mình sẽ được đi vào cái cuộc đời của họ ấy. Thì từ đó thì mình thông cảm cho mọi người nhiều hơn, bởi vì là mình biết là ai cũng sẽ có một cái nỗi khổ riêng để làm một cái, để đưa ra một cái quyết định gì đấy. Vì thế nên là khi mà mình đọc sách nhiều thì mình càng đọc mình càng thông cảm, vì mình biết đặt mình vào cái vị trí của họ. Cái việc thấu hiểu tâm lý con người này thì cũng có thể đi một nhanh hơn bằng cách là mọi người đọc những cái cuốn sách self-help hoặc là non-fiction về những đối tượng cụ thể. Ví dụ như là thấu hiểu tâm lý khách hàng này, rồi thấu hiểu tâm lý trẻ này. Đó, nếu mà các bạn muốn đi đường tắt thì các bạn có thể đọc những cuốn sách non-fiction hoặc là self-help có cái dạng như thế, có cái tựa đề như thế. Thì mình sẽ vẫn thấu hiểu con người nhưng mà đi nhanh hơn. Với cả là nó sẽ máy móc, nó sẽ kiểu gì nhỉ? Nó sẽ lý thuyết hơn, nó sẽ công thức hơn một chút đấy. Còn khi mà các bạn đọc sách fiction thì các bạn sẽ được đi vào thẳng vào nội tâm của những cái nhân vật đó. Nên là mình sẽ thấu hiểu họ hơn rất là nhiều. Mình biết là họ đang nghĩ cái gì, biết là tại sao họ lại nghĩ như vậy.
cái tác dụng tiếp theo của việc đọc sách, của những cái nội dung mà mình đọc được ở trong sách ấy, mà mình thấy rất là rõ ràng, đấy là chữa lành, healing. Tại sao mình lại nghĩ ra cái điều này? Bởi vì là đã không dưới 3 người trong cái lúc mà họ hoảng loạn nhất, trong cái lúc mà họ gặp những cái biến cố lớn nhất của cuộc đời của họ ấy, thì họ đã nhắn tin cho mình và họ hỏi là mày ơi, có sách nào đọc để giúp chữa lành tâm hồn không? Có sách nào đọc để cảm thấy thanh thản, cảm thấy nhẹ nhàng hơn không? Bởi vì là họ đang rất là buồn, họ đang vừa trải qua một cái biến cố khá là lớn, như kiểu là mất việc này, hoặc là chia tay người yêu này, hoặc là có một cái chuyện gì đấy rất là buồn ấy. Khi mà mình được hỏi như thế thì mình mới nhận ra là wow, sách có nhiều tác dụng ghê ha. Thì sách cũng là một trong những thứ mà mọi người có thể tìm đến khi mà mọi người đang gặp chuyện buồn, hoặc là mọi người đang cần một cái sự xoa dịu, cần một cái sự chữa lành nào đấy. Và nhân tiện thì nếu mà mọi người muốn đọc sách chữa lành thì mình rất là recommend cuốn Kitchen của cô Chuối. Còn quyển nào nữa không ta? Mình thấy quyển Khu vườn mùa hạ của tự nhiên mình quên tác giả rồi. Khu vườn mùa hạ cũng khá là healing này. NP, thật ra thì NP nó hơi bị dark ấy, nó hơi bị đen tối ấy. Thế nhưng mà cái cách cô Chuối viết ra cái câu chuyện đấy nó cũng rất là nhẹ nhàng ấy. Thế nên là khi mình đọc mình cũng cảm thấy khá là ổn, khá là xoa dịu. Mọi người có thể xem nhiều đầu sách hơn ở bên cái video mà mình nói về những cuốn sách mà mình thấy biết ơn ấy. Ở trong cái những cái cuốn sách ở trong cái video đấy đều là những cuốn sách mà đã chữa lành tâm hồn cho mình, hoặc là giúp mình vượt qua những cái biến cố rất lớn trong đời của mình ấy. Nên là mọi người có thể xem lại cái video đó nha. Cái tác dụng tiếp theo của sách đó là nó giúp bạn giải quyết được cái vấn đề mà bạn đang gặp phải. Ví dụ như là bạn đang cảm thấy rất là bế tắc, không biết là có nên nghỉ việc hay không, hoặc là bạn đang cảm thấy là không biết là mình sống như thế này là có ý nghĩa hay không ấy, thì mọi người có thể tìm đến những cái đầu sách mà giúp cho mọi người giải quyết cái vấn đề của mình. Ví dụ như là các bạn đang ăn nói không tốt chẳng hạn, thì mọi người cũng có thể tìm đến những cái cuốn sách mà giúp cho bạn nói chuyện dễ dàng hơn, nói chuyện lưu loát hơn. Hoặc là bạn là một người mà không sáng tạo cho lắm, thế nhưng mà cái công việc của bạn thì lại đòi hỏi cái sự sáng tạo chẳng hạn, thì các bạn sẽ tìm đến những cuốn sách nói về cái việc sáng tạo để mình có một cái đầu óc sáng tạo tốt hơn, và những cái ý tưởng của mình nó sẽ đa dạng hơn và bay bổng hơn, được sử dụng nhiều hơn. Thì đấy, những cái nội dung ở trong sách cũng sẽ giúp cho bạn giải quyết được vấn đề của mình. Thì đây là cái tác dụng thứ tư. Cái tác dụng thứ năm thì có thể ai cũng thấy được, đấy là nó giúp mình thư giãn, relax sau những cái giờ làm việc, những giờ học tập rất là căng thẳng, đúng không? Đôi khi nội dung ở trong cái cuốn sách đấy nó cũng khá là căng thẳng, nó khá là stress, nó khiến cho mình cảm thấy không được relax lắm. Thế nhưng mà hầu hết là mọi người đọc sách thì cũng để thư giãn đầu óc và để cho cái cuộc sống của mình cân bằng hơn sau những cái giờ làm việc, những cái áp lực rất là nặng nề, rất là căng thẳng, mệt mỏi ấy. Với mình thì là như thế, với mình thì mình kiểu đọc sách để kiểu thư giãn ấy. Cái tác dụng là cái tác dụng lớn nhất với mình luôn ấy. Không biết là mọi người như thế nào, nhưng mà mình cảm thấy là cái việc đọc sách đã giúp mình rất là nhiều trong cái đời sống giải trí. Mình là đứa rất là ghét xem phim mọi người. Mình rất là lười xem phim, rất là khó để rủ được mình xem một bộ phim ấy. Nhưng mà để mình đọc một cuốn sách thì rất là dễ. Cái tác dụng cuối cùng, cái này thì nó sẽ hơi về học thuật, về cái chuyên ngành một tí xíu. Đó là nó sẽ giúp cho bạn rèn luyện cái cách sử dụng từ ngữ. Ví dụ như là với một đứa mà kiểu chỉ đọc sách cho vui như mình chẳng hạn, thì cái tác dụng là nó sẽ không được rõ nét lắm. Thế nhưng mà với những bạn mà đang học những cái chuyên ngành mà liên quan đến ngôn ngữ chẳng hạn, ví dụ như là đang học sư phạm văn chẳng hạn này, hoặc là đang rèn luyện để trở thành tác giả này, hoặc là trở thành blogger, reviewer, nói chung là những cái ngành nghề sáng tạo về ngôn ngữ, content creator hoặc content marketing chẳng hạn, ví dụ thế, thì đọc sách sẽ giúp cho các bạn rèn luyện được cái khả năng ngôn ngữ của mình rất là nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì là các bạn sẽ được tiếp xúc với rất là nhiều các dạng ngôn ngữ khác nhau ấy. Cùng một cái ý tưởng đấy, thế nhưng mà các bạn có thể sử dụng đến 10 từ khác nhau để miêu tả chẳng hạn. Thì mình thấy cái việc đấy nó cũng khá là tốt, và nó mang lại cái tác dụng cũng khá là rõ ràng đấy. Mình rất là recommend, mình rất là khuyến khích những bạn mà làm về content, làm về nội dung ấy, đọc càng nhiều sách càng tốt để rèn luyện cái khả năng ngôn ngữ của mình. Thì tại sao mình lại không rèn luyện bằng cách đọc sách? Bởi vì là sách chính là cái kho tàng ngôn ngữ lớn nhất mà.
Yeah, vậy thì đấy chính là 6 cái tác dụng của sách mà mình muốn nói với mọi người trong ngày hôm nay. Thật ra thì cái mục đích của cái video này không phải là để cho mọi người cố gắng đọc sách nhiều hơn để đạt được những cái tác dụng đấy. Thế nhưng mà nó cũng sẽ cho mọi người hiểu nhiều hơn là tại sao, với những bạn mà chưa đọc sách nhiều nhá, thì mọi người sẽ hiểu hơn là tại sao mọi người lại đọc sách. Có những người đọc sách nhiều như thế, có những người họ đọc gần 200 cuốn sách trong một năm, có những người họ đọc 50-70 cuốn trong một năm, là tại vì họ biết được là khi mà họ đọc sách thì họ sẽ có được những cái lợi thế đấy. Họ sẽ lấy được rất là nhiều những cái thứ hữu ích từ sách, thế nên là họ đọc rất là nhiều. Đó, nội dung của cái video này thì nó cũng chỉ như vậy thôi. Vẫn còn rất rất là nhiều những cái tác dụng khác của sách nữa. Thế nhưng mà video này thì mình không muốn nó quá dài, nên là mình sẽ chỉ nói đến đây thôi. Nói nhiều quá không ai nghe. Không biết là mọi người có nghe không, nhưng mà mình cũng không chắc là sẽ có người nghe ấy. Thế nên là mình cứ rào trước. Và nếu mà mọi người cảm thấy là sách mang lại cái điều gì hữu ích cho mọi người nữa, thì mọi người có thể bổ sung xuống bên dưới phần bình luận để bọn mình cùng biết và cùng chia sẻ với nhau nhé. Vậy thì cái video này đến đây thì cũng hết rồi. Hy vọng là mọi người đã thích cái video này. Đừng quên là mình vẫn tiếp tục review sách ở trên Instagram Thì Lại Nhận Sách nhé. Hy vọng là mọi người đã thích cái video này một lần nữa. Và tạm biệt các bạn.